chuỗi khối hay còn gọi là blockchain là công nghệ mã hóa dữ liệu thành các khối và kết nối chúng với nhau để tạo thành những chuỗi dài hơn hiện nay blockchain đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như giúp truy xuất nguồn gốc trong nông nghiệp chuyển tiền trong ngân hàng định danh điện tử với blockchain các thông tin phân tán không thông qua trung gian minh bạch và an toàn toàn hơn dù vậy ứng dụng công nghệ này tại việt nam chỉ ở giai đoạn đầu cần có kế hoạch bài bản để phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai Điểm thưởng Astra này được sàn thương mại điện tử triển khai vào đầu năm nay nhờ ứng dụng công nghệ blockchain. Điểm thưởng này không bị giới hạn thời gian, lượt người tương tác, không bị giới hạn trong phạm vi hệ thống của sàn Tiki, mà còn có thể kết nối với mạng lưới các công ty khác. Trong vòng 6 tháng từ tháng 1 tới tháng 7 năm 2022 thì cái số lượng user tương tác là tăng lên 42 lần và tỷ là à, mua hàng của cái tập khách hàng thì tăng lên 4.2 lần hiệu quả bước đầu là vậy, song vẫn còn nhiều khó khăn cố hữu đối với công nghệ mới ở nước ta, đó là nguồn nhân lực còn thiếu và yếu, khâu đào tạo còn hạn chế, thiếu vắng các dự án khởi nghiệp chất lượng, dự án khởi nghiệp gắn với thực tiễn thì khó tiếp cận người dùng do tác động từ những thông tin tiêu cực thời gian qua. đa số những người mà người ta nghe đến blockchain thì người ta cứ nghĩ đến là à, tiền ảo này nọ, là người ta cảm thấy là sợ, đó là cái rào cản mà khi mà mình đi mình giới thiệu những cái sản phẩm của mình đến với các cái đơn vị mà họ có nhu cầu. á chúng tôi đang tìm kiếm những dự án tập trung vào giải quyết những cái khó khăn của các doanh nghiệp hiện tại ví dụ như là của bất động sản của sản xuất của kinh doanh của y tế của giáo dục trong khi đó, về chính sách, chuyên gia cho rằng blockchain là công nghệ tiên phong giống như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn Big Data, Internet, vạn vật IoT. Vì thế, cần chú trọng vào chính sách phát triển công nghệ mới thay vì đòi hỏi một chính sách riêng cũng mong mà rằng là người dân hãy nhìn blockchain ở cái cái góc nhìn đó là một cái công nghệ của tương lai là một cái xu thế chứ không phải là nhìn ở cái góc nhìn mà những cái năm trước ở cái góc nhìn là là tiền ảo vì đây là lĩnh vực công nghệ nên là bài bản phải đi đầu về về nhân lực sau đó tới hệ sinh thái, sau đó là tới vấn đề về ươm mầm và khởi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đó là một trong những lý do vì sao thích phép blockchain ra đời để đoàn kết các bộ ngành cũng như rất là nhiều các doanh nghiệp đồng hành là những doanh nghiệp rất lớn ở Việt Nam có tầm nhìn rất là lâu dài để có thể đầu tư lâu dài phát triển cái hệ sinh thái khởi nghiệp cho của Việt Nam mình. Như vậy, các bài toán đều đã được đặt ra. Điều quan trọng lúc này là cụ thể hóa sự kết nối chặt chẽ và hiệu quả giữa các bên từ cơ quan nhà nước, các trường đại học, các tổ chức doanh nghiệp và người tiêu dùng.